nói một ngày ra là giảm khoảng tầm 20 tiếng đồng hồ thôi. Thế là Ngân lượng mới về. Quan trọng cái điều đấy. Ok, hôm nay sẽ đột nhập quán phở gà ồn ào nhất mạng xã hội anh em nhá. Phở chỗ đi. Nói chung mặt bà chủ nhăn thế. Hôm nào cao điểm cũng thế mà em. Chị chẳng vui vẻ được, chị chưa bao giờ mà bán hàng mà cảm thấy lúc vào trong quầy mà vui vẻ với ra ngoài mà được gặp khách hàng mới vui được. Em bảo là không lá chanh có hành giá bình thường. Kinh thật. Em xin phép một phút được không? Một phút thôi. Em nói đi. Ngăn mặt lắm anh em ạ. Người ta hỏi là chị nói gân cổ trợn mắt, ý là nói to như vậy ấy, là do thói quen hay là cố tình hả chị? Chị bảo này, không phải, thật sự là không phải ai muốn như chị được đâu. Điều đầu tiên phải là được trời cho nhá. Phải được trời cho mới được nói to như chị. Chị nói một ngày ra là giảm khoảng tầm 20 tiếng đồng hồ thôi. Mà năng lực như thế đấy, nội lực như thế đấy. Thế là ngân lượng mới về. Quan trọng cái điều đấy. Khách hàng người ta thích chị như thế. Còn cái việc mà mọi người bảo là gì đấy chị không quan tâm lắm đâu. Chị ăn phở chỗ một tuần bao lần? Một tuần cứ 7 ngày thì ăn hầu như cả 7. Em hỏi thật nhá, chị Hương thấy kiểu khó chịu như thế chị thấy thế nào? Em thấy trên mạng khó chịu lắm ấy. Không, Hương là dễ mà, tình cảm mà. Thế chị đánh giá đồ ăn ở đây thế nào? Ngon, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, ăn như nhà mình luôn. Em thấy giá hơi cao ấy chị ạ. Sao gì, tiền nào của đấy em. Chị là khách hàng 15 nhà nó rồi, vợ chồng nhà nó tốt tính, có điều kiện, có kinh tế nhưng mà nó sống giản dị lắm. Thời gian chị đi ăn nơi khác rồi nhưng mà chị vẫn quay lại. Đấy mọi người, ở trên mạng bà chị khó chịu thôi nhưng mà ngoài đời nhiều người mến lắm mọi người ạ. Trông cái mặt cực kỳ ghét luôn nhá. Đây nhìn anh em nhìn, trông mặt nhăn ghét thôi, cực khó chịu luôn. Đang biến chỗ nào em? Trông ngứa hết cả mắt. Anh em mà muốn xem giá cả rồi là chất lượng như thế nào thì cứ lên kênh Phở Chố nhá. Và tớ là Ngân đến từ Thổ Địa Bắc Ninh đang cập nhật tình hình tại Phở Chố anh em nhá.